Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng sáng nay cùng chủ trì buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kiểm tra việc quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trường Chinh. Thời gian qua, với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp hỗ trợ kịp thời của các bộ ngành trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng, tạo điều kiện tiền đề trong phát triển thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống. Các tổ chức đảng cơ bản phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, qua đó giúp cán bộ đảng viên có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vẫn được đảm bảo thực hiện theo tinh thần đổi mới, thiết thực, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan đơn vị và đoàn kiểm tra trong quá trình công tác, qua đó góp phần bổ sung và hoàn thiện cho quá trình nghiên cứu, học tập và triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên địa bàn. Đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục tổ chức triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp để quán triệt sâu rộng, nghiên cứu, học tập nghị quyết Đại hội 13. Xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong suốt nhiệm kỳ. Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, chủ động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng một cách cụ thể, khoa học, linh hoạt, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần tiếp tục phát huy các kết quả này, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục xác định rõ cái việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, chứ không phải chúng ta làm một đợt tập trung này là xong. Ở trong này có những cái luận điểm, những cái quan điểm rất mới, rất sâu, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, nghiền ngẫm và cụ thể hóa triển khai thực hiện, nhất là bổ sung những thực tiễn rất phong phú của thành phố vào. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch của đơn vị mình để phù hợp với chương trình hành động của thành phố, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp ủy viên, tiếp tục phòng chống hiệu quả COVID-19 trên địa bàn. Và nhấn mạnh, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện đại hội và chủ trọng công tác đấu tranh phản bác quan điểm lệch lạc, sai trái thù địch của các thế lực thù địch và phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện cái kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Dịp này, đoàn công tác của Bộ Chính trị đã trao tặng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19 và 1.000 phần quà cho công dân khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng.